Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube báo điện tử VOV. Thưa quý vị, trong vài tuần trở lại đây, Kharkov là nơi chứng kiến nhiều đợt oanh kích của Nga. Trước tình hình đó, một số ý kiến khẳng định thành phố này sẽ là mục tiêu tiếp theo của Nga sau khi Moscow chiếm được thị trấn Adipka vào tháng 2 vừa qua. Sau khi phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào ngày 24 tháng 2 năm 2022, Nga đã từng kiểm soát khu vực rộng lớn ở tỉnh Kharkov trong vài tuần đầu trước khi bị Ukraine đẩy lùi. Giờ đây, nhiều tín hiệu cho thấy Nga đang có ý định quay lại vùng đất quan trọng này. Hồi đầu tuần này, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tới thị sát các công sự ở Kharkov, vận động sự hỗ trợ quân sự nhằm bảo vệ thành phố lớn thứ hai của Ukraine này. Nằm sát biên giới với Nga, Kharkov được cho là địa điểm chiến lược quan trọng mà Ukraine phải giữ. Thực tế, kể cả khi bị đẩy lùi, các lực lượng Nga vẫn tấn công thành phố này bằng tên lửa và máy bay không người lái, cũng như bắt đầu sử dụng bom dẫn đường. Nỗi lo về việc Nga tấn công quy mô lớn vào khắc cốp được dấy lên sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin tái đắc cử. Không dừng lại ở đó, tin đồn từ truyền thông phương Tây và báo chí đối lập của Nga còn đề cập tới ý định tái chiếm khắc cốp. Tin đồn này có cơ sở khi trong một bài phát biểu, ông Putin có đề cập tới mục tiêu tạo ra một vùng đẹp an ninh tại khắc cốp, qua đó giúp các vùng đất ở Nga như Pengorod hay Kursk nằm ngoài tầm bắn của Ukraine. Trang tin Medusa mô tả kế hoạch của ông Putin gồm chiếm lấy khắc cốp, sau đó từ từ khép lại cuộc chiến với Ukraine khi đã tạo xong vùng đệm. Giới lãnh đạo Ukraine đã đánh giá nghiêm túc các thông tin này. Tổng thống Zelensky cảnh báo Nga có thể tổ chức cuộc tấn công lớn vào cuối tháng 5 hoặc đầu mùa hè năm nay. Trong khi đó, trao đổi với trang Politico đầu tháng này, ông Andrei Yermak, tránh văn phòng Tổng thống Ukraine, khẳng định khắc cốp là mục tiêu nhiều khả năng bị Nga nhắm tới nhất trong một đợt tổng tấn công. Ông Oleksandr Babliak, chỉ huy lực lượng mặt đất Ukraine cũng tuyên bố Nga đang thành lập một lực lượng 100.000 quân cho cuộc tấn công mùa hè. Thực tế, cho tới nay, phía Nga chưa đưa ra bất kỳ thông tin nào liên quan tới hoạt động ở khắc cốp. Các ý kiến về khả năng Nga dồn sức chiếm thành phố này cũng là chủ đề gây tranh cãi trong giới chuyên gia. Cụ thể, phe hoài nghi cho biết khó có chuyện Nga dồn từ 100.000 tới 150.000 quân để đánh chiếm khắc cốp. Theo đó, nhà quan sát quân sự người Israel David Shab lưu ý, quân số trên tương đương với 40-50% toàn bộ lính Nga đang tham chiến tại Ukraine, và điều này rõ ràng không khả thi với tình trạng chinh chiến trên nhiều mặt trận như hiện nay. Các quan chức Ukraine cũng nhận định, trong thời điểm hiện tại, Kiev chưa thấy mối đe dọa về việc Nga tấn công mạnh ở Kharkov. Thậm chí nguồn tình báo cũng không ghi nhận cuộc tập trung binh lính quy mô lớn từ phía Moscow. Ngày mùng 10 tháng 4, thị trưởng Kharkov Iho Terekov còn tự tin tuyên bố Nga chắc chắn sẽ không thể vươn tới thành phố này. Những ngày qua, Kharkov cùng hơn 1 triệu dân đang hầu như tê liệt vì các cuộc không kích của Moscow. Theo đó, nhiều khu vực tại Kharkov đang liên tục hứng chịu nhiều tên lửa bom lượn được cải tiến, UAV và đạn pháo của quân đội nga. Trong một tuyên bố, tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết nga vẫn tiếp tục tấn công vào Kharkov. Việc tăng cường lực lượng phòng không cho khu vực Kharkov là rất quan trọng. Các đối tác có thể giúp chúng tôi việc này. Lực lượng phòng không của Ukraine đang đối mặt với nhiều khó khăn khi Mỹ chưa thể tiếp tục viện trợ quân sự cho Kiev. Bên cạnh đó, sự hỗ trợ của Mỹ dành cho Ukraine trong tương lai cũng rất bấp bênh do Quốc hội Mỹ vẫn trì hoãn về gói viện trợ mới. Tổng thống Joe Biden đã kêu gọi Hạ viện do Đảng Cộng hòa kiểm soát thông qua gói viện trợ trị giá 60 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine, nhưng chủ tịch Hạ viện Mike Johnson tiếp tục trì hoãn vấn đề này trong nhiều tháng, viện dẫn các ưu tiên trong nước. Trong khi đó, Nga đã bổ sung và mở rộng kho dự trữ tên lửa, bom dẫn đường và máy bay không người lái UAV tấn công, đồng thời tăng cường các hoạt động tấn công tại nhiều khu vực của Ukraine. Tổng thống Zelensky cho biết, chỉ trong tháng 3, Nga đã sử dụng hơn 400 tên lửa các loại, 600 máy bay không người lái xa hết và hơn 3.000 quả bom dẫn đường để tấn công Ukraine. Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrsky cũng khẳng định, lực lượng Nga đang tiếp tục sử dụng các cuộc tấn công hàng loạt và đã tăng cường đáng kể việc sử dụng các cuộc không kích và bom dẫn đường, phá hủy các vị trí của Kiev. Các quan chức Ukraine và các nhà phân tích quân sự cho biết, việc sử dụng bom dẫn đường cải tiến thể hiện bước tiến của Nga trong chiến trường và có khả năng ảnh hưởng tới hệ thống phòng thủ của Kiev. Nga cũng thường xuyên sử dụng bom lượn, loại vũ khí bom trọng lực mạnh, được sửa đổi với bộ cánh và hệ thống dẫn đường, cho phép máy bay ném bom tấn công những mục tiêu nằm ngoài phạm vi của hệ thống phòng không Ukraine. Được biết, hơn 20.000 tòa nhà đã bị phá hủy ở Kharkov kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Các quan chức Ukraine ước tính sẽ tốn hơn 10 tỷ đô la Mỹ để xây dựng lại mọi thứ bị hư hại ở thành phố này. Thị trường thành phố Kharkov Iho Terekov chia sẻ, trên thực tế tất cả các cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng ở Kharkov đã bị phá hủy. Khi được hỏi về lý do Nga tăng cường các cuộc tấn công ở Kharkov, thị trường Terekov cho biết ông không rõ kế hoạch của Nga. Kể từ khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, các quốc gia phương Tây đã gửi hàng tỷ đô la Mỹ viện trợ quân sự và hỗ trợ tài chính cho Ukraine. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, sự hỗ trợ quân sự của phương Tây cho Ukraine ngày càng suy giảm, trong khi kho vũ khí và đạn dược của Kiev dần cạn kiệt. Thách thức này đòi hỏi các lực lượng Ukraine cần phải tự phát triển những thiết bị quân sự và hệ thống vũ khí của riêng mình để có thể đối phó cho những đợt tấn công liên tiếp của Nga. Với mục đích đẩy lùi lực lượng Nga, Ukraine đang tận dụng tối đa những gì họ có thể, từ máy bay không người lái UAV được trang bị chất nổ cho đến xe bán tải dân sự có bệ phóng tên lửa phía sau. Các lực lượng Ukraine thường sử dụng các phương pháp thô sơ để đối phó với binh sĩ, phương tiện, máy bay và tàu chiến của Nga, chẳng hạn như kết hợp vũ khí do phương Tây sản xuất với vũ khí thời Liên Xô đã có trong kho vũ khí, cũng như cùng các thiết bị khác. Theo đó, Ukraine đã có ý tưởng táo bạo khi lắp hệ thống phóng tên lửa cải tiến trên xe bán tải dân sự, với khả năng cơ động hiệu quả và độ sát thương của đạn nổ phóng bằng tên lửa. Quân đội Ukraine coi phương tiện này là chiếc xe ác mộng. Chẳng hạn một đơn vị quân đội Ukraine ở Binansk đã gắn những khẩu súng phòng không KS-19 từ thời Liên Xô lên xe tải dân sự để chiến đấu với Nga. Trước đó vào tháng 4 năm 2022, Ukraine đã sử dụng tên lửa Neptune để phá hủy tàu tuần dương mang tên lửa dẫn đường Moscow, xoáy hạm của hạm đội Biển Đen của Nga. Vào tháng 12 năm 2023, có thông tin Ukraine trong nhiều tháng đã thử nghiệm những cải tiến nhằm mở rộng tầm bắn của tên lửa Neptune lên tới 400 km. Không dừng lại ở đó, Kiev dường như đã bắt đầu sử dụng loại tên lửa này cho các cuộc tấn công vào bán đảo Crimea nhằm phá hủy một số hệ thống phòng không S-400 của Nga. Tại mặt trận trên biển vào đầu năm nay, một đơn vị quân đội đặc biệt của Ukraine cũng đã đánh chìm một tàu chiến nhỏ của Nga có tên Ivanovets bằng cách sử dụng 6 xuồng không người lái hải quân được điều khiển bằng vệ tinh. Sự thành công của phương tiện không người lái, cả trên không và trên biển, đã dẫn tới sự bùng nổ trong ngành công nghiệp máy bay không người lái ở Ukraine. Bộ trưởng chuyển đổi kỹ thuật số Ukraine Mikhail Fedorov cho biết khoảng 200 công ty ở Ukraine đã tập trung vào sản xuất máy bay không người lái với số lượng giao hàng trong tháng 12 vừa qua tăng gấp 50 lần so với năm trước. Ông Fedorov cũng khẳng định trong cuộc xung đột với Nga, chúng ta dựa vào hai nguồn lực là tiền bạc và nhân lực. Nếu biết cách sử dụng hai nguồn lực cơ bản này, chúng ta sẽ giành chiến thắng. Nếu không, chúng ta sẽ gặp vấn đề lớn. Trong nỗ lực tăng cường khả năng phòng không, binh sĩ Ukraine cũng kết hợp tên lửa đất đối không của phương Tây và các bệ phóng từ thời Liên Xô, hay còn gọi là hệ thống phòng không lai ghép. Hệ thống phòng không lai ghép này xuất phát từ nhu cầu tăng cường khả năng phòng không của Ukraine để bảo vệ cơ sở hạ tầng năng lượng khỏi các cuộc không kích của Nga trong mùa đông. Các lực lượng Ukraine đã sử dụng tên lửa không đối không AIM-9 do Mỹ cung cấp để gắn vào bệ phóng từ thời Liên Xô. Loại tên lửa này cũng có thể được sử dụng trong khả năng không đối đất. Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Financial Times, một quan chức Ukraine tuyên bố, chúng tôi đã tìm ra cách phóng tên lửa từ mặt đất, đó là một loại hệ thống phòng không tự chế tạo. Tuy nhiên, dù vũ khí thật có hữu ích như thế nào, theo trang Business Insider cho biết, Ukraine vẫn dùng mồi nhử để đánh lừa lực lượng Nga. Cụ thể, xe tăng giả đã được sử dụng kể từ chiến tranh thế giới thứ nhất, và Ukraine đang tiếp tục sử dụng chiến lược này trong xung đột với Nga. Trong khi đó, Nga cũng áp dụng chiến thuật tương tự, sau không phải lúc nào chúng cũng hiệu quả. Tuy nhiên, việc sử dụng mồi nhử trên chiến trường ở Ukraine trở nên khó khăn hơn khi Nga ngày càng phát triển các công nghệ quân sự như máy ảnh nhiệt giúp phát hiện vũ khí giả dễ hơn. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!